Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 23 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện công trình xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Khoảng 20 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Độ mặn trên các sông khu vực đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu tăng dần và duy trì mức cao đến ngày 27 tháng 2. Thúc đẩy vốn cho sản xuất kinh doanh. Tại hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô, hôm qua, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô vừa tổ chức chương trình gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu. Tại chương trình, ban tổ chức đã tặng giấy chứng nhận và quà cho 110 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ tiêu biểu năm 2024, tặng bằng khen và quà cho 10 quân nhân xuất ngũ tiêu biểu, đồng thời phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp kết nối việc làm, tư vấn kỹ năng cho các quân nhân xuất ngũ có nhu cầu, trao tặng 16 tiết kiệm cho thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức các đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện đối với các đơn vị trực thuộc vùng. Tại các đơn vị, đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo, chỉ huy đơn vị báo cáo về kết quả công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024 và tiến hành kiểm tra thực tế trên các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt các mặt công tác, nhanh chóng khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, tiếp tục quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội, đồng thời quản lý chặt chẽ quân số, tư tưởng bộ đội, vũ khí, trang bị kỹ thuật và trước mắt tập trung chuẩn bị tốt nhất phục vụ ra quân huấn luyện năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 26 tháng 2 tới đây tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế phối hợp tổ chức chương trình Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết Sự hy sinh thầm lặng lần thứ 6 nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Theo ban tổ chức, quy mô cuộc thi năm nay lớn hơn, có hơn 1.000 tác phẩm được gửi về. Trải qua 6 lần tổ chức, hàng ngàn tác phẩm báo chí đã ra đời. Mỗi tác phẩm đều phản ánh tấm gương của các y bác sĩ, thầy thuốc, những người đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Sự kiện này nhằm tri ân, tôn vinh những cống hiến hy sinh thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện công trình xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Theo kế hoạch, đến tháng 3 năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng phát triển các đường sách, không gian sách tại các khu vực theo hướng phía đông, tây, nam, bắc của thành phố, góp phần phát triển văn hóa đọc cho người dân. Công trình do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các địa phương và Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện. Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, trong đó nổi bật là hoạt động tuyên truyền và lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên và lễ hội Qua Bang 2024. Theo đó, thì tỉnh sẽ đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, tham gia các hoạt động quảng bá xúc tiến và các sự kiện văn hóa du lịch nổi bật của các tỉnh, thành phố. Năm 2024, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu đón 1,3 triệu lượt khách với tổng doanh thu đạt khoảng 2.200 tỷ đồng. Thông tin giáo dục và y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn chi tiết công tác triển khai xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024. Giải thưởng gồm 6 lĩnh vực, gồm khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội, khoa học nhân văn. Điều kiện xét giải là mỗi công trình do một giảng viên trẻ chịu trách nhiệm thực hiện chính và số thành viên tham gia không quá 5 người.
hồ sơ điện tử gửi về ban tổ chức trước ngày 30 tháng 5 tới. Theo Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong 20 đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, có một học sinh và 4 sinh viên có thành tích ấn tượng lọt vào danh sách. Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu dưới 35 tuổi, thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao, lao động, sản xuất, bảo vệ Tổ quốc. Tính đến thời điểm này, thì khoảng 20 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Từ nhiều năm nay, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là việc tổ chức thi xét tuyển hay là kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển vào lớp 10 thuộc quyền chủ động của các địa phương. Do đó, tại mỗi địa phương, căn cứ vào số lượng học sinh dự thi, số lượng các trường trung học phổ thông trên địa bàn có thể tiếp nhận, sẽ có các hình thức tuyển sinh khác nhau. Việc tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2024. Chỉ còn gần 2 tuần nữa là kết thúc thời hạn đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà đến nay thì lượng thí sinh đăng ký dự thi còn rất thấp so với cùng kỳ năm ngoái. Sau một tháng mở cổng đăng ký thi đợt 1, có 35.837 thí sinh đăng ký dự thi. Trong khi đó, đợt 1 kỳ thi năm 2023 có gần 90.000 thí sinh dự thi. Phân tích số liệu các năm trước cho thấy có từ 60% đến 80% thí sinh đăng ký dự thi vào 2 tuần cuối cùng trước khi kết thúc thời hạn. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích thí sinh đăng ký dự thi sớm để có thể chủ động giải quyết các vấn đề kỹ thuật nếu có xảy ra. Từ nay, người dân khi đi khám chữa bệnh sẽ không cần phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế giấy, mà thay vào đó là căn cước công dân gắn chip. Theo báo cáo kết quả triển khai đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Đã có trên 60,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Một số thông tin đáng quan tâm về tình hình khí tượng thủy văn. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, thì người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt do ảnh hưởng của El Nino. Và đợt nắng nóng này đến sớm hơn mọi năm và dự kiến kéo dài sang tháng 4, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe và ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí thấp gây nguy cơ cháy nổ cao, nhất là trong thời điểm gần đến rằm tháng Giêng, có rất nhiều các hoạt động tâm linh, đốt nhang, quá vàng mã. Người dân cần phải hết sức lưu ý an toàn phòng cháy. Nắng nóng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với người làm việc ngoài trời như tài xế xe công nghệ. Người dân cần chú ý uống nhiều nước, nghỉ ngơi giữa giờ, không làm việc liên tục quá lâu trong điều kiện trời nắng, nhiệt độ cao. Theo kỳ triều cường rằm tháng Giêng âm lịch, thì dự báo độ mặn trên các sông khu vực đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu tăng dần và duy trì mức cao đến ngày 27 tháng 2 tới, trong đó cao điểm mặn xuất hiện vào các ngày 24, 25, 26 tháng 2. Ranh mặn 4 phần ngàn trong đợt này sẽ không vào sâu như là đợt Tết Nguyên Đán vừa qua, mà cụ thể là trên sông Dàm Cỏ Đông, Dàm Cỏ Tây, phạm vi xâm nhập mặn từ 50 cho đến 62 km. Trên hệ thống sông Cửu Long từ 30 cho đến 48 km, sông Cái Lớn là từ 30 đến 40 km. Việc chủ động tích trữ nước ngọt là rất cần thiết khi dự báo cao điểm xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ còn kéo dài sang tháng 3 và mặn năm nay được đánh giá cao hơn mọi năm. Và trong những ngày đầu tháng 2 năm 2024, thì nồng độ mặn theo sông Hậu xâm nhập gần 50 km vào địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đe dọa tình hình sản xuất ở một số vùng chuyên trồng cây ăn trái tại các huyện như là Long Phú, Cù Lao Dung và Kế Sách. Để đảm bảo an toàn cho sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng đề nghị các địa phương chủ động tăng cường công tác thông tin về tình hình nguồn nước xâm nhập mặn trên các phương tiện thông tin để người dân ứng phó kịp thời, sử dụng nước ngọt tiết kiệm hiệu quả, đồng thời chia sẻ nguồn nước trong hoạt động sản xuất tại địa phương. Tại Vĩnh Long, thì từ đầu năm 2024 đến nay, độ mặn được ghi nhận tại các điểm đo ở mức thấp nhất là 0,1 phần ngàn và cao nhất là 3,5 phần ngàn. Hiện nay, công tác ứng phó xâm nhập mặn của tỉnh là tập trung tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân,
có giải pháp ứng phó thích ứng tốt, đặc biệt là việc thông tin nhanh về diễn biến và dự báo hạn mặn được tỉnh thực hiện thường xuyên thông qua hệ thống tin nhắn SMS đến hơn 1.700 đầu số, là lãnh đạo các sở ngành tỉnh, huyện, xã để chỉ đạo ứng phó. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện đẩy nhanh nghiên cứu triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ. Nội dung của công điện nêu việc tập trung đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, đề xuất bố trí nguồn vốn sớm đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác theo quy mô phân kỳ, tiếp tục rà soát các điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông để kịp thời khắc phục. Tính đến ngày hôm nay thì đã có hơn 98% doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh hoạt động bình thường trở lại sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024. Theo Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, một số doanh nghiệp dệt may, giày da trong khu công nghiệp, khu chế xuất đã có đơn hàng đến giữa năm. Thời điểm này thì các nhà nhập khẩu không dám đặt đơn hàng dài hơi cả năm như trước đây mà còn thăm dò tín hiệu của thị trường tiêu dùng. Riêng doanh nghiệp ngành thiết bị điện, điện tử thì đơn hàng khá ổn định. Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố thì đến cuối tháng 1, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng giảm 0,6% so với cuối năm 2023. Theo Ngân hàng Nhà nước thì nguyên nhân đầu tiên đó là tính chất, quy luật của thị trường. Giai đoạn đầu năm tín dụng thường không tăng, doanh nghiệp hạn chế vay nợ đầu năm mới. Ngoài ra thì một phần nguyên nhân đến từ khó khăn chung của nền kinh tế, khả năng hấp thụ vốn, nhất là vay tiêu dùng đang gặp khó. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% được Ngân hàng Nhà nước đặt ra, nhiều ngân hàng thương mại đã chủ động triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi lãi suất ngay từ đầu năm, đặc biệt là cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thuộc nhóm ngành ưu tiên, nên mức lãi vay của doanh nghiệp này cũng được giảm sâu, chỉ bằng một nửa so với cao điểm năm ngoái. Giảm lãi giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh. Lãi suất tương đối là thấp, bây giờ là 4,5%, giảm rất nhiều. Có những lúc cao thì thường thường là phải sấp xỉ 10%. Giảm như thế thì hỗ trợ rất là nhiều. Thời điểm Tết, các dây chuyền sản xuất bánh kẹo của nhà máy này càng hoạt động hối hả hơn. Đơn hàng nhiều, doanh nghiệp cần thêm vốn cho sản xuất. Doanh nghiệp liên tục được ngân hàng chào mời vay ưu đãi, gói sau thấp hơn gói trước. Hiện lãi suất khoảng 4% một năm cho các khoản ngắn hạn. Thì khi mà cái lãi suất giảm dẫn đến là cái chi phí của doanh nghiệp cũng giảm. Điều đấy thì nó sẽ đảm bảo cho cái câu chuyện là cái lợi nhuận cũng như cái hoạt động của doanh nghiệp nó được hiệu quả. Song song với việc giảm lãi cho các khoản vay cũ, các ngân hàng cũng dành nhiều ưu đãi cho các khoản vay mới. Với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vay sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng, có mức lãi cố định chỉ từ 6,6% một năm cho kỳ trung và dài hạn. Với ngắn hạn, lãi vay chỉ từ 5,3% một năm tùy từng nhóm khách hàng vay. Những cái khách hàng mới thì chúng tôi có những chính sách về ưu đãi về tài sản đảm bảo để khách hàng khi mà không đủ tài sản đảm bảo hoặc là có những cái điều kiện khác thiếu nhưng hoạt động kinh doanh tốt, có cái vụ phương án sản xuất kinh doanh tốt thì chúng tôi có những chính sách là có thể cho vay một phần về tín chấp. Lãi suất cho vay thì với cái giảm của nước sàn lãi suất cho vay so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 3-4%, tùy từng đối tượng. Còn bình quân cho vay thì lãi suất đã giảm đã hơn 100%. Không bắt buộc thế chấp nhà cửa, thay vào đó là chấp nhận cho doanh nghiệp bảo đảm bằng tài sản hoặc thậm chí cho vay tín chấp là giải pháp được một số ngân hàng đẩy mạnh nhằm thu hút các khách hàng vay vốn. Bởi hiện tại, nhu cầu vốn vẫn được đánh giá là tăng chậm, trong khi lượng tiền huy động vào hệ thống ngân hàng vẫn khá dồi dào.